Em chọn ai? Em chọn Thanh. Em chọn Thanh. Không, không, không. Không cần nhà nhau. Cha cùng một mẹ. Chớ hoài đã nhau. Em chọn anh Luật. Em được chơi với anh. Em được chơi với anh. Dạ. Đau quá rồi. Đứng nữa, ngẫu nhiên. Em thấy chưa, em thấy chưa? Dùm cho bạn em không? Dạ không. Nghiệp anh là thanh hưởng. Cô là rẻ tốt chưa đó. Hôm nay lại quyết định sát phạt á, em với mẹ đối đầu á em. À. Rồi á, ok ok. Trời ơi. Chơi á, chơi á, không để tình cho anh em nhé. Không để tình gì. Đi qua bệnh đi. Anh tôi nghĩ học anh qua bệnh đúng đi. Tiến gần qua đây. Nữa. Nếu chúng tôi thua. Nếu mà đòi em cũng không cần luôn. Trời ơi, gì vậy? Hứa, tập luyện trường chúng tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân. Chết mày luôn. Trời ơi, người ta ngồi nó không dám đứng luôn đó. Trời ơi, cho đứng mới đứng nha. Ok, dễ thương. Tính ra cuộc sống em áp lực hơn với anh đến lượt nhiều á. Làm sao đó làm. Dạ. Gặp em nhiều hơn mấy anh chị. Dạ. Gặp em nhiều hơn mấy anh chị. Cuộc chơi hôm nay chỉ còn 5 giây nữa. Cầm cái thau đó nữa hả? Cần phải cầm cái thau không ta? Em đừng để cuộc đời em kết thúc theo 5 giây ngày hôm nay nha ta. Nấu bánh hả? Dạ, dạ. Ồ, bé này cũng nấu bánh canh hay gì nè. Xin chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay tôi sẽ là người cùng với anh Trường Giang dẫn chương trình cho tập này. Hai lượt, lượt đầu em không chơi thì lượt sau em phải chơi. Lượt đầu không chơi, lượt sau cũng chơi. Thì chúng ta sẽ mặc một cái áo của đội mình vào. Hai đội cùng nhau xuất phát tại điểm xuất phát màu đỏ và màu xanh. Thì điểm xuất phát của đội này chính là điểm kết thúc của đội kia. Đội nào về đích trước ba người bên chạy qua bên thì đội đó, người ta chạy qua bên đây chiến thắng. Và chúng ta sẽ đếm hình giật được. Mỗi hình là bao nhiêu trái đừng quan tâm. Một hình là tính một hình. Và cái hình đó chúng ta phải cầm trên tay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giật được từ áo của đối thủ. Và phải cất luôn. Đúng vậy. Sau hai lượt chơi, đội nào nhiều hình hơn đội đó thắng. Ai rớt xuống cầu bước về vị trí đầu tiên đi tiếp. Nhưng mà khoan cho em thấy em hỏi là rớt xuống cầu có được giật không? Không, rớt xuống cầu là thôi. Chơi ăn gian giật. Rớt xuống cầu thì mình chạy về cái điểm xuất phát của mình á. Mình đi lại. Mình đi lại là bên kia. Ủa, cái gì mà anh nói chơi ăn gian, anh chỉ qua đội bên này. Lượt đầu tiên đội Mông Thanh là ai sẽ là người không chơi? Rồi ba người lại. Chị dạ sẽ là người không chơi. Dạ yếu. Rồi ba người lại lên. Chúng ta nên nhớ, đối thủ rớt mình không có lợi gì cả. Cái việc của mình là lấy được trái cây trên người đối thủ. Nhưng đối thủ đã rớt rồi thì không được lấy. Họ sẽ bước lại vị trí đầu tiên để họ chơi tiếp. Go. Yeah. Hai. Ôi. Chạy. Hey, 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 hey. Cố lên Lục, cố lên. Hey, hey, hey. Đúng rồi. Trời ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ôi, ê, 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 ê. Ô, ai muốn tôi vậy? Tâm đỡ tao, trời, tâm đỡ em. Đi quá luôn, đi quá luôn, đi quá luôn. Lần vậy nó đi chơi nè, lần vậy nó đi, không cần lấy nữa, mình về chiều rồi.
chưa 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 rớt trước khi mà đạp tấm đỏ rồi. Hiện tại chưa được về cô về rồi. Ủa cả ba cùng về mà, ba người mới được tính. Người này mạnh đi trước, yếu đi trước là thua rồi. Chơi bà Lan Ngọc có làm gì vậy? Gì vậy Ngọc? Đừng lên đây. Đây, đâu, đâu, rồi. Vậy lên đi. Rồi, rồi, đào Thúy Vinh, My E, Thúy Ngân, chiến thắng lượt này. Yeah. 2 4 6 8 10 12 13 15 17 20 21 2 20 21 2 3 4 5 6 5 6 26 xin chúc mừng. Em muốn tổ thọ. Em muốn tổ thọ luôn chị. Bây giờ em nghĩ Hồng Thanh ở đội em là một thất thế à. Không, không, hồi nãy em nhìn Hồng Thanh anh nghĩ là ở nhà chắc lì lắm. Hồng Thanh vừa nhà lên bé. Trời ơi, bị sáng đầu mà gọi là quỳ vậy nè. Đừng đừng trong khi mình có thể đẩy người yêu mình xuống. Đúng vậy. Mà không đẩy. Anh xin xé đây của Hồng Thanh. Chưa. Hồi nãy có. Trời ơi trời. Trời ơi. Đâu phải ai chơi như em đẩy đi được chưa. Hôm nay lại quyết định sát phạt á, em với Mia đối đầu á em. À. Rồi á, ok ok. Trời ơi. Chơi nhá, chơi nhá, không để tình cho anh em nhá. Không để tình. Như vậy là lượt đầu tiên là Lâm Vĩ Dạ không tham gia thì lượt này phải tham gia và một người khác không tham gia. Cho bé Ngọc nghỉ đi. Ủa tại sao không ai cho tôi nghỉ hết vậy? Rồi, mời đổi áo. Trời ơi sợ. Sẵn sàng chưa? Ông chú lùi xíu nào. Dạ, dạ. Tiếng lực bây giờ Vinh như gần đẩy cái tay đó. Đâu lực mạnh lắm. Đâu mà lực mạnh lắm. Đi trên đây em mạnh tay nha lực. Anh Vinh. À, dạ lên dạ, nó làm anh sợ quá dạ. Ừ, đúng rồi. Go. Anh Vinh. Hả? Đi nhanh lên, đi nhanh lên Vinh. Đi nhanh lên, đi nhanh lên đi. Ôi chừng té. Ôi. Không không đi được. Ai vậy? Em hai người đó vậy. Chưa còn Thanh nữa chị. Em tới rồi. Thanh chưa tới được. Tới. Đi luôn đi luôn. Em qua đây. Từ đây chạy qua đây lại lên Hồng Thanh. Đi mà không có em đi trên cầu, em đi trên cầu. Ngoài đó. Lên xuống đi. Em tới xuống đi. Mới tính mà. Em tới. Ai cho tôi đi từ. Cho em nè. Đi đâu vậy? Đi qua luôn, đi qua luôn. Từ từ đi. Đi qua nè. Thấy luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa, em sao vậy? Thanh là đầu hàng trước ông kính. Để cho em nè. Lấy đi. Hả? Đừng đãi đau. Ủa có đâu. Đội mình về rồi đó. Mai mốt, bớt mời mấy người đang yêu nhau chơi. Thí dụ mà mình mời hai người mà đối thủ với nhau thiệt thì nó khác. Mình hơi buồn hồi mời rồi. Em đã góp phần cho đội em thua. Muối tiêu chanh rồi. Ủa, ê, ê, chị Dạ còn qua được mà muối tiêu chanh nữa. Mình chơi hai lượt á. Mà mình thắng hai lượt rồi đó. Đếm chị. Đếm chị rồi. Không mà phải đếm. Đếm chị nữa. Rồi. Tôi xin tái hiện lại cảnh. Giống như gặp anh cướp đưa luôn. Đi đi, đi đi. Ủa, không sao em, không sao, không sao. Nếu mà đổi ngược là anh chơi với vợ anh cũng vậy thôi. Ủa dạ chơi chưa? Chưa kịp chơi, chưa kịp chơi rồi. Chưa kịp chơi luôn, thấy người không có một vết buồn, vết gì đâu, bà. Em qua tới nơi rồi đó. Em đặt đạp, đây là giờ. Hai người qua tới của rồi. Em xong. Không, phải ba người qua cùng lúc. Con bé này chị dạ giống đang như còn là... ở đây. Chị dạ đã thầm lặng. Đổ máu. Vì cái gì? Gì? Anh em tôi đổ máu vì cái gì? Vì đôi tình nhân này à? Thôi đừng đừng trách mấy bé
nữa đây yêu mà. Được bao lâu? Như vậy là thưa quý vị là đội Trinh Thúy Minh đã thắng hai lần liên tiếp. Yeah. Thì chúng ta không cần phải đếm được bao nhiêu cái hình trái cây nữa, hai lần là họ toàn thắng rồi. Hồng Thanh qua đội kia luôn đi ạ. Thôi ạ. Đội em không cần thôi, em sẽ làm lại. Mới có vòng đầu thôi. Đúng, 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 đúng. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ Hồng Thanh Mie qua đó luôn đi, cho Trương Thái Vinh qua đây. Anh đi ổn. Ủa, sao em chơi ạ? À? Đi qua bệnh đi. Tôi anh nghĩ Hồng Thanh qua bệnh đi, Thúy Ngân qua đây nữa. Nếu chúng tôi thua. Nhưng mà đội em cũng không cần luôn. Trời ơi, vậy? Vậy anh đi về đi, em đi về đi. Đội em không cần đủ người rồi. Ê, chắc đi về là đều người luôn á. Không phải. Đều, đều ơi. Em đi về đều người luôn á. Em hiểu cảm giác của Hồng Thanh lắm. Thì bây giờ nếu mà vòng 2 mà thua nữa thì cho Hồng Thanh chịu hết phần bạc đi. Bây giờ phân tích nè. Nãy tới giờ là Thanh là chơi bằng cách gọi là một sự sợ sệt lan tỏa từ căn hộ đó tới đến ngày hôm nay luôn. Bây giờ mà chơi hơn bả thì đấu được, mà đụng bả đẩy bả thì đấu được. Còn bây giờ mà về chung một đội mà chơi và chơi dở gặp Ngọc đẩy không được á. Ông làm gì ông nhường chị Ngọc như vậy? Anh làm gì mà anh trẻ hơn được, anh chơi hơn lại, anh được anh già rồi, anh chơi hơn lại. Đường nào cũng kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm đầy mình. Cái phương án tốt nhất là đi về bây giờ. Đúng rồi. Anh Lục. Dạ. Ngọc tên em một bây lần giờ, thôi. Bây giờ nếu mà vậy thì thách đấu đi. Thách đấu ở đây đi. Thách đấu hả? Em hứa. Không, không, bây giờ em nói thiệt, em sẽ nhường đội mọi người vì anh Thanh. Em thật sự em sẽ. Em về đạo bên đó. Chiến thuật mọi người mình chơi đi, mình đừng có nhường nhau nữa được không? Chơi đi. Bây giờ khoan cho tôi qua đó đứng đi. Cái vị trí bên đó phong thủy đang rất tốt. Mà thua mà, vị trí bên này thua. Không, nhưng mà tôi biết là cuối giờ sẽ thắng. Cho tôi đứng bên đó đi. Anh kêu thầy phong thủy vậy sao? Cho tôi bên đó. Tập vừa rồi anh thua. Đứng sai. Có Mie rồi, mình chấp luôn nè. Trời ơi. Chỗ Mie giống như là linh vật vậy. Bây giờ mời ông Thanh lấy, ông Thanh đây nè. Bây giờ vậy, bây giờ mình vẫn chơi tiếp tục. Mà mình bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ chơi một cách công bằng. Đúng, mời đứng trước hàng triệu khán giả hâm mộ và nói một câu gì đó. Giải biết mình sẽ coi chơi công bằng. Tôi, Hồng Thanh. Trời khoan, con bé cái đứa làm vậy à? Sao nói chuyện? Con bé cái làm vậy sao nói đó, chuyện? Em chỉ đang khởi động thôi. Tôi, Hồng Thanh, xin hứa hôm nay chơi với nụ cười xuân. Không, hứa vậy không hứa. Tôi là cái gì Hồng Thanh? Nguyễn Hồng Thanh đến từ là Đồng Tháp. Ông ấp xã đàng hoàng mà quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh tôi là hàng triệu dân cư đang nhìn vào chúng tôi. Dạ. Chúng tôi hứa, chúng tôi hứa chúng tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân. Chết mày luôn. Trời ơi, người ta ngồi nó không dám đứng luôn đó. Trời ơi, cho đứng mới đứng nha. Ok, dễ thương. Tính ra cuộc sống em áp lực hơn với anh đến lượt nhiều á. Không sao đâu mọi người. Rồi, vợ anh mà ngồi là anh nằm luôn. Rồi, bây giờ em hứa mà em sẽ lấy lại vòng 2 đi. Vòng 2 chưa? Dạ, vòng 2. Chắc không? Dạ, chắc. Đến cái vòng này thì em có muốn chơi nữa hay không? Hay là mình đứng ở bên ngoài nhìn thôi? Có à. Em hứa mọi người em sẽ lấy lại. Bé áp lực của mặt tất cả rồi. Những cái gì mà từ nãy giờ em sai lầm em sẽ làm lại. Ok. Ok. Cho em hỏi là bên đó 4 người, bên đây 3 người rồi sao? 4 người tụi tôi giật phải giật nhiều ly hơn. Ôi trời. Thành viên nào uống ly đặc biệt thì hãy cố chấp nhận uống. Dạ. Một động tác biểu cảm nào đó mà chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi phạt liền lập tức. À. Rồi, nhạc lên là đi ạ. Buông tay ra. Phải chơi sao. Hey, ra cái vòng này chứ hả? Hey. Đi vòng sau. Mọi người làm gì vậy? Đi vòng sau. Ủa đội mình mà. Em không biết. Bản năng của em. Đội mình mà. Em không biết. À. Quý vị thân mến, chúng ta tự chơi với nhau, chúng ta nhìn thử ai đang uống nước đặc biệt ạ. À? Cái gì nhiễu kìa. Trời. Lan ngạo phải nước đặc biệt. Ngon. Trương Thế Vinh. Anh đừng nghĩ là Trương Thế Vinh. Trời ơi, cái bài Lam Mỹ Dạ loại. Cái ly cuối cùng là cái ly của Hồng Thanh đó. Em
chụp không kịp Hồng Thanh luôn á. Bản năng à? Tại sao bao nhiêu người Thanh không tranh mà tranh đội mình vậy Thanh? Cái ly gần nhất là phải chụp thôi chứ đâu cần biết đội mình đội bạn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lượt chơi thứ hai. Nhảy đi. Ok. Yo, 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 Hey, 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 xa xa đi à, xa xa đi, xa đi, xa đi, xa đi, xa đi, xa đi, xa đi. Ủa, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hôm nay có gì là mang ngủ không? Có gì vậy? Chưa mà. Đây là Lan về quần máy, Lan về quần máy. Chết, chết, chết. Con nhảy, con nhảy. Còn con nhé, con nhé. Ủa, về quận 9 hả? Về quận 9 sao không cầm nước về? Cầm không kịp. Trời ơi, một đội của tôi. Trời ơi, một đội của tôi. Không cần uống đâu. Anh Vinh ảnh giật khỏi uống à, để lại luôn đi để cho tiếp luôn à. Không, phải uống, phải nhấp. Phải nhấp hả? Là anh chụp của anh Luật. Anh chụp của anh Luật. Anh chụp mình này luôn. Nhấp đi ạ. Nhấp đi. Nhấp. Quý vị thân mến, ở lượt này quý vị hãy cho chúng tôi biết ai là người uống nước đặc biệt. Là tôi. Các bạn tiếp lượt, khả năng là một trong hai bạn nữ này. Là tôi. Trời. Không phải là Ngân mà. Dạ đúng rồi. Bây giờ là lượt thứ ba. Trời ơi! Nãy giờ chụp uống gì mà sao giờ thấy nhạc hay quá vậy? Trời ơi! Đúng rồi! Kệ này, kêu bảo vệ bắt nó đi! Vô quán tàu pháo vậy em? Trời ơi! Lập! Ôi! Chưa mà! Chưa mà! Chưa mà! Chưa mà! Chưa mà! Nope! Xa ra! Xa ra! Giật có hồn! Giật có hồn! Mệt quá! Mệt quá! Chưa đâu! Chưa đâu! Hey! Hey, hey. Hey. Ai da, ai da. Oh. Ai da. Không giơ tay ra. Anh Lực. Còn lấy để đó, Anh Lực. Còn lấy để đó. Thanh ơi. Thanh ơi. Trời ơi. Lấy đi Thanh. Ok. Uống hết đi ạ. À. Uống đi à. Trả lời chị nghe là sao lại ông chú này. Ôi ông Vinh ông ẩm Thanh nhẹ nhàng luôn. Ừ. Trời ơi. Thanh ơi, Thanh ơi, Thanh ơi. Thanh ơi. Trời ơi. Lấy đi Thanh, lấy đi Thanh. Lấy đi con. Lấy con. Nhờ cú ẩm đó em cảm ơn anh. Mà đùi em mới có thể bước vào vòng nghe ẩm dịnh Thanh rồi. Quý vị đang bị loại. Ở vòng này quý vị hãy dự đoán xem ai là người uống nước đặc biệt. Là anh tôi. Quay. Khả năng sẽ là Hồng Thanh. Quá hay trời, thấy chưa, thấy chưa. Nhìn biểu cảm á. Tại anh rảnh ở không á, đứng nhìn á. Biết hết chưa. Bây giờ là vòng tiếp theo, xin mời. Lực hay không là mấy phút cuối em gái. Mệt quá. Để nó thôi. Rồi, anh Vân đi nhảy em. Nhảy gì mà ghê vậy anh. Em làm DJ đi. Em vận động viên. Vô đây múa đi. Chuẩn bị anh là Vân đi nhảy em ơi. Súp bà xôi đi, súp bà xôi đi. Dạ. Thấy là súp, thấy là súp. Đội em muốn đi tranh điện thoại. Lộc ơi, cẩn thận. Không phải xỉn là. Nói rồi đó. Dưới quê nhảy sao, dưới quê nhảy sao. Sao mà nhảy chơi, nói chơi, xỉn rồi đó. Từ đầu nha. Lộc ơi, cẩn thận đó Lộc. Chú gì đấm không? Đừng có bước đi vòng tròn không? Đi vòng tròn mãi, vòng tròn đi, vòng tròn đi. Nắm tay ra đàng hoàng đi. Đừng, 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 đừng,
Chưa cái gì mà chưa. Đã nói rồi, bé muối tiêu chanh của em bị loại. Không thanh, chưa. Chưa. Chúng ta chờ để xem ai uống nước đặc biệt. Hôm nay là một mình tôi và hai con gậy. Hỏi ra lật sao gì chạy được. Ôi máu. Tiếng hân. Trời, cái dấu này rất sâu luôn á. Không phải em à. 1m20. Đâu có miếng máu nào ông tay em đâu. Không có miếng máu nữa hết á. Trời, cái da tay nó dính trên đây. Không có miếng nào. Khả năng là cái ly mà tiếp lượt là ly nước đặc biệt đúng không ạ? Đúng ạ. Bây giờ là lượt tiếp theo nha mọi người. Một tráng sĩ phải đấu với hai cô nương. Rồi nào cho anh mượn 5 sĩ ơi. Cho kể cả lại cho đi. Sẽ kể cả nào thì cũng vậy thôi à. Trời ơi. Quá mấy bạn bị gì vậy? Dạ cho lại đi vòng tròn đi. Quá rồi. Chơi vòng tròn đi. Chơi gì kỳ vậy? Chơi vòng tròn, đi vòng tròn. Đi vòng tròn đi lớn tôi vậy. Trời ơi cái bà này thiệt á. Chơi gì kỳ vậy anh Giang? Đi vòng tròn đi. Đi vòng tròn đi làm gì vậy? Hay quá các em ơi. Ôi chơi tắt nhạc là anh được lấy trước rồi. Cùng lúc, cùng lúc. Cái nhỏ cháu này chơi nhạc nữa. Chú là chú chơi không có niệm tình ai. Chú là chơi cho chết. Uống đi à, uống đi à. Người uống nước đặc biệt là Mia đúng không ạ? Sách, chính xác. Thì bây giờ nếu mình cảm thấy sức khỏe không đủ thì mình xin phép giơ tay, xin phép. Bỏ đi em. Bỏ đi em. Bỏ đi em. Nếu cảm thấy không được khỏe thì mình xin phép thua từ bây giờ để khỏi mang lại chấn thương cho gia đình. Không có. Em có điện thoại có thể coi lại từ mùa 1 tới mùa 5. Chưa bao giờ anh nhường ai cả. Trời cho đến bây giờ Chí Ngân đã nhập viện 3 tháng trời gì anh rồi. Nói gì bé sao nó dám chơi. Em chơi cho chết. Thôi chẳng lại chết người như em. Đồng đội tin em. Em cũng tin em. Chơi luôn. Anh tin em, anh tin em. Khỏi tin luôn. Lượt cuối cùng. Một bé trẻ trung đầy nhiệt huyết. Cái dòng ngựa ngựa mà không quá. Ê, em gái, đi đâu chui vui vậy em gái? Sợ quá cháu ơi. Rồi nè, 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 mình lớn, mình chấp bạn bỏ hai tay vô túi đàng hoàng. Đúng rồi, chú. Một điểm em. Cứ đi bình thường thôi. Hết hồn hết vậy. Bên nhà anh cầm lên là tắt mà. Chưa anh cầm lên là bên đang bên đang tắt mà. Không có. Không có. Không có, mọi người đừng nghĩ vậy. Phải đợi tắt xong mới được chụp chứ. Không có, em đừng có ăn gian từ nãy giờ ta chơi vậy rồi. Thua rồi, bắt đầu nó nói chuyện hả? Nhạc chưa tắt mà, em thấy nhỏ mà. Nhạc chưa tắt mà, anh đã chụp em rồi. Em không phản ứng kịp. Em không, phản ứng nhạc kịp. Chưa tắt tại vì em rất là đúng nhịp. Em chỉ đợi nhạc tắt một cái là em lấy thôi. Em đúng nhịp, em thấy đúng không? Mà. Cái chuyện em gõ vô tay một cái một hồi nhạc nó mới lên mà. Tại vì nhạc không đúng nhịp. Còn em là đúng nhạc. Tôi đồng ý một điều là mấy ông diễn hài em lanh lắm. Tức là ông đo cái nhịp và cái nhịp bắt, cái nhịp anh rút khi nào là lực đo, chiến lực là dính liền. Cái đó đòi hỏi chuyện kinh nghiệm sống. Làm sao nhắc nhịp bằng dân tấu hài của tôi được. Em thấy anh Giang đứng bên này mới vơ tay một cái là anh Luật bên này hốt liền luôn. Trời ơi, hay quá là hay luôn. Không anh Luật thôi như vậy á, khoan. Chỉ là anh Giang ra hiệu là anh Giang có không đồng. Không, anh không có ra hiệu cho ai cả. Anh chỉ khi nào anh đủ thấy anh thấy đủ đi đủ nhiều thì anh ra hiệu cho nhạc. Không, nhưng mà anh Luật nhìn thấy trước. Đúng vậy. Cho nên bây giờ để cho bên nhạc tự tắt luôn mấy công bằng. Đúng vậy. Dán cuốn mà.
đúng không? Còn mọi người bao nhiêu sự không có sức khỏe cho tôi rồi, không rồi, không. Bây giờ không có đâu. Đây đây đây, chơi lại đi, chơi lại đi. Hồi nãy có em luôn. Không, chơi ván cuối thôi. Anh luôn. Ván cuối, đúng rồi. Ván cuối, ván cuối. Sức khỏe tôi không cho phép. Chuẩn bị nha. Tôi đề nghị không. Ví dụ bây giờ tôi nam mà Mie, anh kia. Tôi nam Mie nhỏ thì kỳ quá, cho Ngọc đấu với Mie đi. Thôi, anh đấu với Mie. Không, ván cuối, ván cuối chiếu lại. Nhạc lên. Cố lên Lực ơi. Mất hứng luôn rồi. Rã lên anh. Cái gì đâu mất hứng? Cái gì đâu? Là nhạc tự tắt đúng không? Dễ mà. Chơi thoải mái thôi. Thôi thôi. Sao bị sai xỉn dữ vậy trời? Đi, 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 đi vòng lại đàng hoàng. Cố lên Lực ơi. Cái gì vậy? Cho buông ra. Buông ra. Đó, cái này ok. Thấy không? Quá hay, quá hay. Cái này mới là ok. Cái gì mà giỡn với tôi, thử đeo cộng dây chuyền đi ngang qua tôi coi. Cái gì mà giật chạy là ảnh nhanh lắm, anh nói rồi mà. Hay, đỉnh, đỉnh. Dạ với anh Luật là ba cái giật chạy là lẹ lắm. Ủa, tôi đem chiến thắng về cho đội. Không, em chỉ trói tôi. Em phải nói là anh Luật quá xuất sắc, tỏa sáng bên đội em. Vô đây, bé em vô đây bé. Là tôi. Một người đánh hai đứa mình. Bây giờ có 5 người nhưng có 1 người đánh hai bạn. Hãy để Hồng Thanh đánh. Rồi vậy em sẽ đánh. Anh Luật đánh đi. 1, 2, 3. Ôi đánh ở dưới. Em đánh ở trên. Em bị đánh ở trên. Là tôi. Anh chê ra. Lại là tôi. Nhưng mà em thấy là nữ vừa phải. Lại là nữ gì sao tôi cãi nữ trang. Quên à. Có thể là chị Lâm Phi Dạ. Vì chị thấy lúc mà chị ấy chỉ lui lại một bước. Nhưng mà cái đó cũng có thể là diễn xuất. Em đã thấy nụ cười của chị Ngọc. Chị Ngọc chỉ hai cười bâng quơ như vậy đó biết. Hai cười bâng quơ như vậy đó biết. Không có chủ đích rồi em đừng tính. Đúng là những kẻ non nớt. Là tôi. Anh Vinh. Hả? À, ơi. Lẽ nào anh lại đánh em và Mie đúng không? Cũng có lẽ chứ. Anh Vinh dạo này ghê thiệt á. Sao vậy? Anh tính toán rồi gì mưu mô hơn hồi xưa. Nhưng mà em lại nghĩ là người đứng giữa. Là tôi. Tôi luôn. Em lại nghĩ là người đứng giữa. Đánh em chỗ này nè. Là tôi. Là tôi. Anh nhìn bên kia xa quá. Tôi. Nếu mà anh được đánh là anh được đánh sát dáng rồi. Ủa nãy anh đánh đâu có sát dáng. Đánh rất nữ nhi. Đánh rất là nhẹ. Theo em là chị Lâm Phỉ Dạ. Đánh rất nữ nhi. Đánh rất là nhẹ. Theo Ngân là Lâm Phỉ Dạ. Theo Mie lại. Theo em là chị Như là Ngọc. Tại sao chị em mình lại không nghĩ ra một cái người khác? Là tôi. Là tôi. Đó, anh làm chẳng em quên mất tiêu là rồi. Ghê á. Em nghĩ là chị già. Ủa, giờ là nghĩ chung là Lâm Phi Dạ. Bắt tay đi à. Lựa chọn cuối cùng là chị Lâm Phi Dạ. Lựa chọn cuối cùng là chị Lâm Phi Dạ. Chính xác. Em thề là người ta không nhắc em đi. Trai ơi, mình đàn ông mình phải vậy. Em thề người ta không nhắc em đi. Có người đàn ông không có em đâu mới nhắc, em nói thiệt mà. Em đúng. Em hứa, em nói thiệt mà. Không, nhưng mà chị Ngân nói đúng mà, tại em tin chị Ngân thôi. Chị Ngân em thuyết phục được bé đó mà. Tức là giờ bé này chơi thì bé kia lại nhắc. Rồi bé kia chơi bé đây lại nhắc. Mà hai bé ngồi luôn. Đúng rồi. Mà hai bé ngồi luôn. Lần này là tôi. Tôi ăn luôn rồi. Cũng được lắm. Chấp nhận bị đoán luôn. Đề nghị đưa búa đây. Có cây nào cứng hơn cây này nữa không ạ? À? Cãi cha cãi mẹ hẹn hò nhau à. 1, 2, 3. Sai Lực rồi. Lộn. Riêng về cái phần bàn, chúng ta bàn tự do thoải mái, bàn ra tiếng luôn. Khi nào trước khi đánh, giơ tay chừng giây biết ai đánh liền. Rồi, ok. Hợp lý không? Ok. Rồi bàn. Mọi người cứ lộn hoài, giờ chết đi. Ai giành đánh giành đi. Duy nhất một người. Em nữa. Lúc này không nói chuyện nữa. À, em thấy cái bóng rồi nè chị Dạ, chị Ngọc nè. Được rồi, thấy bóng ha. Được rồi. Em thấy bóng rồi. Rồi, rồi. Giơ tay nè. Bây giờ mình chỉ kiểu này là không bao giờ thấy bóng nữa nè. Ai sẽ là người đánh? À. Vinh chạy đi Vinh.
Dạ chị đi dạ. Rồi đánh 3, 2, 1. Ủa nhưng mà em chưa bị đánh. Em bị rồi, đánh nhẹ rồi. À, dạ. Quẹt qua vậy nè. Vậy là anh đánh em. Tại vì cái động tác đó nó rất là cái hướng là gió. Tôi. Cái hướng gió đó là tôi. Em cảm giác được cái hơi là bên tay phải nè, nó quất vô cái be sườn nè. Nhưng mà cái hướng anh gió anh bị lối nè. Nè nè. Đúng đúng. Đây đây đây, tư thế này. Đúng đúng là vậy luôn. Không phải tôi. Chị Ngọc. Phải chị không? Không phải chị. Chắc chị đi ra. Rồi. Không phải tôi. Hồi nãy với cái nhạc đó là tôi mà. Chị Ngân. Sai. Chị. Không phải chị. Rồi. Chị đi ra. Nhưng mà chị đứng lại. Chị đứng lại. Trời ơi. Sao chị già bị bắt ngoài. Em mời chị ra đây. Tại vì em biết tôi cái mối thâm thù. Nhưng em cam đoan là chị. Không phải tôi. Bây giờ mình sẽ có một cái cược nhỏ đây nữa. Nếu Mia và Hồng Thanh đúng thì dạ bị hai vợ chồng phạt. Còn nếu như hai đứa mình đúng là hai đứa bị nguyên đám phạt. Ok. Ủa anh. Ok. Ủa mình đợi hai đánh một không trộn cũng què. Nhỏ giọng cũng còn la. Chị Dạ. Chị Dạ. Bao nhiêu tội lỗi anh gánh hết. Ok anh nha. Anh gánh hết, niềm tin của anh đang đặt vào chị già rất nhiều. Niềm tin đặt mà chị đánh anh cái đó đó. Lối luôn nè, 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 nè. Chị đánh anh cái đó. Em chọn chị già. Em cũng chọn chị già. Người đánh, hai đứa. Không phải là Lâm Vy Dạ. Cô đánh anh đi. Không phải là Lâm Vy Dạ. Cô đánh anh đi. Không phải là Lâm Vy Dạ. Cô đánh anh đi. Lối luôn. Nói cho em biết. Anh không cần phải nói cái người đánh. Ủa thôi chỉ có cái miệng vậy thôi. Bây giờ anh đảm bảo là không phải là bây giờ đánh. Còn muốn biết ai đánh thì tối thứ hai vào lúc 21 giờ trên HTV7. Đúng rồi. Đồng ý chưa? Đồng ý. Rồi bây giờ nguyên vàng phạt hai đứa. Bây giờ mới là tôi. Rồi tôi chỉ có cái miệng thôi. Tôi nhát lắm. Em thôi đi hay đâu. Đúng anh kia đi. Đâu có liên quan. Em đúng không kia đi. Tụi tôi ngại da chạm lắm. Anh chịu hết. Em đúng rồi em. Mà hình bạc gì anh Giang? Hình bạc gì đâu thì đó, người nào đánh người đánh thôi. Ủa anh gì? Ủa em chơi. Em chơi. Ôi mấy em để bạn em chịu mình hả? Dạ. Bé lại phép quá trời. Chơi đi nào. Chơi đi à. Chơi đi à. Chơi là tôi khao khát giây phút mình lắm rồi. Ủa hình phạt cho kẻ phản bội là đây. Anh Giang. Ủa bên phải kìa, nhìn đi. Ngay cả người nhường cơm xẻ áo mà còn quay xe với mình thì trách gì các anh chị em. Hiểu chưa? Anh còn muốn lúc thể hiện. Dạ. Những cái lời hứa của em từ đầu tới giờ. Dạ. Tụi chị tin nha, là nếu em ấy không nổi em phan cái ca vô cho xỉu luôn. Rồi em muốn làm gì làm. 1 phút bắt đầu. Rồi. Ở nhà nhắc dữ lắm nè. Trời ơi con bé kìa, trời ơi. Trời ơi. Con bé kìa, trời ơi. Đúng rồi, ôi ơi. Đúng mẹ em ơi, tiến tới đi bé ơi. Quá dữ rồi. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, hết luôn rồi gặp nha. Ủa văng luôn ca vậy. Mẹ ơi, cái ca luôn nè cưng ơi. Trời ơi, Thanh nó cho cái ca nữa rồi kìa, thiệt á. Ui thiệt bất mạng, rất bất mạng. Vô. Ăn bán hết luôn em ơi, hết luôn, ai hết trước là được đúng không anh? Nếu chưa hết giờ. Quăng qua Mia, quăng qua Mia. Rồi quăng đi em, quăng đi em. Đúng rồi Mia. Đúng rồi. Đúng rồi. Quăng đi em, quăng qua Mia. Quăng qua Mia. Trong hai đá nữa là được nghe rồi, xong. Hết rồi. Hết rồi. Hết bành. Hết rồi.
Hồi nãy tôi kêu cho cây sâm gạo là nó xong rồi. Đội mình chỉ còn 3 người thôi. Ôm bao đau thương. Bao nhiêu công sức của chúng tôi đổ sông đổ biển. Vô ạ. Vô. Nhưng không sao. Thứ ba ạ. Chị dạ nói gì cho dạ, sợ đứng, gì vậy? Chị dạ đứng hình ạ. Em mạnh lắm á. Em chơi bá này quen rồi. Ok em. Ok em. Mà giọng rất khàn nha. Tát nước ý đi đầu. Đứng rồi đổi cho thôi phải tạo mặt nha mọi người. 3, 2, 1 go. Đời đếm sang tỏ. Ôi ta đếm sang tỏ. Đó đúng rồi bé. Vậy em ơi. Em ơi nhanh tay lên đi bé. Quên chiếc áo. Rồi nhé đi 20 đô nhé đi ạ. Và cành hoa sen. Ôi à ôi à. Em vừa. Trời ơi. Trời ơi con cái tạc ghê vậy. Hết nước rồi ạ. Hết nước. Lâm bị dạ hết nước. Lâm bị dạ khô nước luôn. Bên này còn miếng. Chúng tôi đã nói là chúng tôi là chơi là đổ nước vào thau của đối phương chứ không phải là tạt nước nhau. Đó em đã làm đúng và đã đổ nước vào đội đối lượt phương. Này ba tổ chức quyết định không công nhận. Có nghĩa là đội em thắng 2-1 đúng không? Thì cái lượt này không tính. Riêng lượt này không tính. Đúng thì đội mình đang thắng rồi. Đúng rồi. Chưa tính cái trò chơi này thì đội mình đang bị người ta dẫn trước là 2-1. Đúng rồi. Rồi này mình thắng. Huệ. Tỷ số cân bằng là 2-2. Yeah. Thắng rõ. Thế thì chúng tôi sẽ có một trò chơi nhỏ. Không, tôi muốn phạt chung hai đội luôn. Tôi không cần chơi nữa, tôi không muốn chơi nữa. Tôi muốn chết chùm. Tôi muốn chết chùm. Có ai đồng ý? Thua nữa. Em muốn chết chùm. Em cũng vậy luôn. Quá ư là manh động. Quá ư là sai luật. Sao máu chiến vậy? Không phải vậy? Tại vì tôi biết chứ mà chơi nữa cho người này đấu với người này tôi thua nữa. Thà vậy. Em ước rồi em không sợ. Không sợ. Thà vậy chơi luôn. Thà vậy chơi luôn. Chơi luôn. Ví dụ như bên này thắng thì Thí Ngân liệu có tha cho tôi không? À, đúng vậy. Theo là ai ạ? À? Dạ em ạ. Chở với ai ạ? Mia. Mia. Wow. Anh hết người chơi rồi đó. Anh chơi với em là anh mệt rồi. Anh hết người chơi rồi đó. Anh chơi với em là anh mệt rồi. Hồng Thanh chơi với Mẹ là hợp lý rồi. Không có một cái kèo nào dùng. Hey. Ở thì Bánh cũng là người mà đập lên đầu em. Ổn không? Wow. Số này ngon không anh? Hồng Thanh mang con số cùng năm sinh với anh. Ủa? 28. Lộn. 20. Trời ơi, cái đội mình thua luôn rồi. 21 à? Yes sir! Yes sir! Yes sir! Em yes mà sao mặt em không nè, vui vậy thôi? Đừng có la, thà nó là vậy đi thì em dễ sống. Nó dạ. Vậy là tới công chuyện luôn rồi. Không sao. Làm đi. Sống sao cho đúng, tụi anh cũng dạng không còn gì để mất. Dạ. Làm sao đó làm. Dạ. Gặp em nhiều hơn anh chị. Dạ. Gặp em nhiều hơn anh chị. Cuộc chơi hôm nay chỉ còn 5 giây nữa. Cầm cái thau đó nữa hả? Cần phải cầm cái thau không ta? Em đừng để cuộc đời em kết thúc theo 5 giây ngày hôm nay vậy ta. Nấu bánh hả? Nấu dạ, bánh. Dạ. Ồ, thằng bé này cùng... tính nấu bánh canh hay gì nè. Ở nhà em có gây chuyện gì bé nó không? Mà em nó ức ức dữ lắm em. Ngày nào em cũng gây. Dạ. Không cái, này, cái này mà đổ lên hai cái cục u này thì chừng nào mới gọi đào xong. Anh chỉ cho em nè, khi quầy bột mình làm bánh thì mình quầy nhuyễn, còn mình hài người ta thì mình quầy nhão. Nó ốc trâu thì nó mới đã. Nó đang ốc trâu đó. Cái này mình tán thẳng vô cái lôi mũi được không? Có trứng cho nó chết. Đốt luôn. Chuẩn bị phòng hờ hả? Chứ dáng này sao mà em thua anh luật được. Rồi nấu bánh luôn rồi. Rồi. Này yêu đương gì nữa trời. Này yêu đương gì nữa trời. Tụi anh bị một lần như vậy, tới sáng mai tắm không ra luôn. Anh phải vô trong trong cái chỗ gọi đầu á, con bé gọi đầu hỏi ủa anh Luật hôm qua mới đi giác bột hả? Không, chị chỉ em một cách, em lấy cái thua này em ụp vô mặt em cái là xong, hết chuyện để nói hiểu không? Trời hết tội, hết tội. Bên hiếu bên tình biết chọn làm sao. Bên hiếu bên tình biết chọn làm sao. Ủa sao cái nhạc đó. Yeah.
2. Một. Trời ơi, âm nhạc người đàn quá. Ông trong truyền thuyết là đây sao? Trời ơi, thiệt sự là chương trình hôm nay là chị mê em nha. Trời ơi. Nhạc kỳ quá. Nhạc khúc dạo đầu là dạo cho em và bạn gái em. Dạ. Eo ẹo hơn sao là của Bình Lợi nè. Trời ơi, quá tóc đẹp, tiễn nó một đoạn luôn. Tiễn nó một đoạn luôn. Ê, sao trời đất ơi. Khoan khoan, phát biểu cảm nghĩ đi, tại sao vậy? Dạ, tại vì nếu mà là em thì em dễ chùi ra hơn. Con gái thì nó... Sai. Ủa, lúc nãy sao không đổ xuống dưới? Mà phải là đổ lên đầu mình, đúng không? Thôi người ta nhường rồi, đừng bớt nói lại. Ok rồi, bớt nói đạo lý lại em nha cưng nha. Nha, không sao, dù có thế nào đi nữa thì trong mắt của anh em vẫn vậy. Em với Mia. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mia em với là... Mia hãy chọn số. Con số của ai trước ạ? À? Hồi nãy giờ bên này nhiều rồi. Để anh khui cho. Con số của Mia là 27 rồi. Rồi. Cầm giùm cái micro. Rồi. Lâm Vị Dạ ơi, Lâm Vị Dạ ơi. Ủa? Trời ơi. Bao... Ủa? Em nói rồi. Anh với bé Ngọc mà cái nghiệp là em gái. Dạ thôi, em không muốn chị đen. Dạ. Em rất là nhân đạo luôn á, em không hề, em không hiện hề. Tại chúng ta thấy nha, đội của Lâm Vị Dạ vẫn hai người bị dơ nè. Đội Mia vẫn hai người bị dơ nè. Cho dù chơi cỡ nào thì hai đội cuối cùng vẫn hề nha mọi người. Chưa. Còn em mà. Của em rồi mà. Nhưng mà em chưa bị dơ. Em vẫn phải đấu với bên kia không. Mia chưa bị dơ. Về luật chơi là chúng ta xong rồi đó. Còn ai muốn thách đấu và người ta có nhận đấu hay không là quan trọng. Em đấu với Mia. Em đấu với anh Luật. Ủa khoan. Ừ đúng rồi, anh Luật chưa dơ. Em với anh Luật và chị Ngọc. Phạt thì hai người bị. Còn bé bị phạt hai lần. Bé chơi lớn luôn hả bé? Chị Ngân nhắc em. Ok rồi. Cái Mia là lần đầu tiên đến với lại trực cho nên thôi tôi tham gia. Sao lên lại đi. Sao rồi. Rồi. Đi 1, 2, 3 đi. Trời ơi. Ngồi đây. Nghe nói em là DJ giỏi hả?
Em ăn hiếp thằng em của tôi. Em ba là người làm đi, anh không muốn xuống tay. Em đã gây ác đó hả? Chị trời ơi, chị ơi, đổ đi kìa, trời ơi, trời. Chị nước chả đốt rách mọi người ơi. Lộc thẳng tới nào, thẳng tới nào, có lửa 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 đứng im, đứng im, đứng im. Đúng rồi Thanh. À, khoan, khoan, khoan. Có nữa, em bị chuột rút. Nữa, 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 nữa. À, em bị chuột rút ngón chân rồi. Nếu mà nói chuột rút thì Thanh là mới rút nè. Đúng rồi. Đau quá luôn á. Rồi, làm lại, cầm về làm lại. Một, go. Nhanh lên. Ok. Ê. Méo rồi, méo trời ơi. Lộn vô bên phải, lộn vô bên phải. Qua phải, qua phải, Thanh, qua phải. 3 vô, vô, 2 vô, nữa, 1 2 dừng lại. Mở mắt. Trời ơi, ôm Thanh ơi. Trời ơi. Sao quy định là vô trong thảm nằm ngoài hiên vậy? Ủa sao hay quá vậy? Lan Ngọc lượt thứ hai này Lan Ngọc chuyển thẳng. Tiếp theo là Mia và Trinh Thế Dương. 3, 2, 1, go. Lộn thẳng luôn, đúng rồi Vinh. Qua phải. Vô liền. Ghê. Vô liền. Thì ly này ly thứ ba nè. Ôi rét quá. Mở máy lạnh tí xíu nữa đi ạ. Được rồi. Đợi cái ca gần gần chứ hứng cho lẹ. Ủa sao vô mặt hết trơn vậy? Thấy không? Tạc sai thấy không? Tạc ba cái cánh ở dưới. Ngửa mặt ra. Sao nó không động lại đâu? Có quá trời đó, ở trên anh tạc ở trên nhiều lắm. Ôi trời, rách luôn cái mông luôn. Rồi. Tép luôn. Đó, anh đạt vô trong cái cục tà bông thôi đó. Đó, đúng rồi. Rồi xong. Ừ, chơi lớn luôn. Xin lỗi Mia. Đúng rồi Mia ơi, đúng rồi Mia ơi. Ơi, anh Lực.
lá vàng rụng rồi em. Đừng có, anh đừng có lụm mót rồi đó. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Hấp. Ok chưa? Rồi. Vô. Hấp. Tạt vô mũi, vô mắt anh không à. Hay cũng nghèo lắm á. Cảm ơn anh trai. Rồi ăn luôn rồi. Phải tạt nữa anh ơi. Chúng ta còn một lượt của Lâm Vĩ Dạ nữa. Nhưng mà hãy xem trước coi đội nào đã thắng rồi. Đây là của anh luôn. Chưa chắc nha. Đâu rồi, đúng rồi. Thẳng rồi. Đúng rồi. Thôi chơi thêm một lượt đi cho chắc chắn. Vô. Hả miệng ra đó dạ. Hứng bằng miệng á, nhanh hơn. Trời ơi. Lấy tay đỡ đi, đỡ ba cái ở dưới nha. Đâu đợi anh nói. Đó là chưa gì là hứng sẵn rồi kìa. Trời ơi. 3, 2. Rồi tiếp tục. Được rồi. 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 Rồi, Lan Ngọc thắng rồi. Đây. Thắng rồi. Trời ơi, tôi uống kìa đi. Chị. Không những là nước thơm mà còn nước biến của Lâm Vĩ Dạ. Rồi, thắng tuyệt đối. Xong. Em chọn ai? Em chọn anh Thanh. Em chọn anh Thanh. Không, không, không. Không cần nhà nhau. Là cùng một mẹ. Chớ hoài đã nhau. Em chọn anh Luật. Em được chơi với anh. Em được chơi với anh. Dạ. Rồi. Chọn hình phạt trước tiên đi. Chọn hình phạt, em chọn hình phạt. Cái này là dùng để tán thẳng vô mặt. Cái này là úp lên đầu. Cái này là đập vô đầu. Sống hay chín là hên xui. Cổ này là nguyên một ca nước tạt thẳng vô mặt. Con kinh nghiệm như thế nào? Với cái sức của em á, thì em không nên chọn cái này. Tại cái sức của em mà tán vô mặt anh Luật là giống như là vỗ nhẹ vào má anh thôi. Em có thể chọn cái ca em gõ vô. Ba chiếc trứng. Cái trứng em đập vô gì nè. Hiểu không? Còn không nước em tưới lên. Hợp lý chưa? Chọn cái nào? Một cái thôi. Em chọn trứng. Bao nhiêu trứng? 10 trứng, một chục. Hoặc là một tá, 12. Anh cho tối đa là bao nhiêu đi? Tối đa nhiêu đi bạn? Hết một rổ. Hết một rổ luôn. Ôi, bữa nay là tóc trứng luôn rồi. Chẳng lẽ anh nhớ? Chẳng lẽ anh nhớ? Ê, sao bé nó nói xong bé nó rung dữ vậy? Ok, anh chơi với em, chơi với em. Hai trứng thôi. Dạ thôi, hai trứng thôi. Anh chơi với em, ok. Đó là người ta thắng, người ta chọn hình phạt. Còn mình thắng, mình chọn hình phạt gì? Ờ, thắng trứng đập vô mi em, mắt con mi em đau. Tôi chọn một ca nước. Người ta chọn một ca nước đó mà em chỉ có hai quả trứng thôi. Em thấy em thiệt thòi không? Đã chọn rồi, đã chọn rồi. Rồi. Bởi vì nãy chị nói để anh Luật chọn trước. Này em nghĩ là anh Luật dạ. Ở Luật anh lớn cho nên em nhường, em không muốn làm đó, như vậy. Anh thương em á. Em đây. Biết là em làm anh tốt. Thương rồi. Em, anh không chọn 2K đó. Rồi, anh chúng ta có 2 lượt chơi cho hai người. Ai chơi trước? Anh Luật trước. Ủa sao thương mắt gì tự nhiên? Ok rồi, anh chơi trước luôn. Chúng ta sẽ chọn trên hoặc dưới. Nếu cái số bóc tiếp theo trùng với số đang có thì cả hai đều bị phạt. Tiếp Luật 50. Rồi Mie sẽ đoán. Tiếp Luật sẽ bóc số tiếp theo là trên hay dưới 50. Là cao hơn dưới. Trên hay dưới? Nhưng mà chị nghĩ dưới. Chắc dưới á. Dạ thôi em tin đồng đội. Dưới. Rồi em mở. Ai mở? Bạn mở đi bạn, tôi không dám mở. Tự làm tự chịu đi. Tuyệt vời. Y chào, y chào. Hai gì trứng. Ủa gì vậy? Đổ em, của em. Ủa em. Ông ơi em đợi anh mà. Ông ơi em lỗi. Bé bé. Nhẹ hai bên này thôi. Người ta bên đợi mình, nhưng mà nhà bên đây. Không tin luôn á. Không, em lo cho anh. Không, em đừng có xạo. Tôi thua em vui. Không có, em lo. Em hút trọn luôn rồi. Hai trứng. Từ từ thôi, từng trái một. Xoa trên đầu. Đập vô, đập vô. Hãy đập vô trong đầu anh. À! À! Đau quá rồi. Một thứ nữa, ngẫu nhiên. À, thứ
chương trình, chương trình. Trời. Chính nó mới đau. Chính nó mới đau. Trời ơi, đau này đi, nó chảy xuống đi. Rồi. Đau đầu lắm chị ơi. Bây giờ tới lượt Mia. Ba mươi lăm sao không cho bạn bóc đây bây. Ủa giờ mới bóc, bây giờ mới bóc nè. Trời ơi, vậy mới mệt tôi nè. Là anh Giang lấy cái đầu nó nằm giữa giữa, khó ba mươi lăm được, khó giữa giữa không biết được là tôi nhạt ghê vậy. Thực sự thì tôi không có sự may mắn với những con số nhưng tôi sợ. Đoán đi dưới. Lớn hơn nhiều. Thấy lắm. Sao thấy trên nữa anh? Không, cậy cậy anh đi, thua okay, chịu. Anh okay. Dơ rồi. Nếu phải thua em để em sạch sẽ, ok anh chấp nhận. Trời ơi. Ok, dưới bạn, dưới, dưới. Chúng ta hãy truyền sự may mắn cho Mia nè. Không, em không có may. Mia là chị đọc cái dưới. Rồi xong, rồi xong. Chết rồi, Mia quá à. Trời. À, hai trái luôn. Trời ơi, trời ơi, hơi quá. Nghe, yeah, hai trứng. Em ơi, cô chừng bước vô đây dơ nè, để nó qua đây nè. Okay. Bảy trứng. Cái này nó đau lắm, em lựa cái này rồi. Sao đâu em, cứ tán vô đâu anh đi em. Anh xứng đáng bị ai già, anh xứng đáng bị ai già nào quá. Trời hay vậy, trúng sống nữa. Không đau. Trời ơi, đau. Chịnh. Trái nó đau. Ăn luôn. Cứ ăn luôn. À. Cái sân bay của ảnh đó. Hộp gà tám trứng. Sao hôm nay anh xui vậy Luật? Hồi nãy tự nhiên dứt vừa bỏ. Ê, cái này húi quá ta. Sao anh Luật xui vậy ta? Trứng nào mà thúi, trứng ok mà. Rồi, cặp tiếp theo. Em, để cho chị già chọn trước. Không, em chọn trước. Đó, 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 vậy hồi nãy đội tôi chọn trước vậy rồi. Vậy thì xỉm xăm, vậy thì xỉm xăm. Hồi nãy đội tôi chọn trước rồi. Chọn hình phạt thôi mà. Rồi, Lâm mới dạy chỗ này. Thôi không bậy tàu lao. Em đang tự lộn với tao. Thôi, anh được mấy cái này dụng luôn đi. Không ai chọn đâu. Không ai chọn. Mấy cái này dụng luôn đi, không ai chọn. Bậy. Trời ơi. Dẹp ơi. Đem một xô nước lên đây. Nước mình có thể tố mấy xô hoặc là mấy option luôn. Có nghĩa là bây giờ nè, hai trứng hai xô. Ok. Dữ vậy. Em chọn nước nè, đem thắng. Trứng nha. Trứng thì em muốn chơi gì em chơi. Trứng và nước vì nhân đạo với kẻ thù là tự sát. Hai trứng một nước. Ba trứng hai nước. Thấy chưa, em thấy chưa. Em thấy chưa. Ai chơi trước? Tôi. Vợ lá đầu tiên lên. Số 2. À cái này mới khó nè. Nếu theo anh là dưới. Nhiều dưới đó, anh thua hai lần, anh bớt 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 chỉ người ta rồi. Vô. Xui nha, xui nha, thôi đổi nhạc đi, tôi xui quá à. Vô. Giờ ta chẳng còn chi. Sao nhạc chia ly không vậy? Cái nhạc nào nó sung lên coi. Vô. Đó, nó vậy đó. Sao vậy? Dưới hả? Chọn đi sao Thanh. Đây là dưới. Dưới. Rồi, kỳ này là trên rồi Thanh ơi. Cho em nói lại một lần nữa. Dưới. Trên. Dưới. Cho em cơ họ một lần nữa đó. Dưới. 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 Trên. Em đoán là trên đó. Mặt xanh chanh rồi dạ ơi. Chết rồi, chết rồi. Hai trứng một nước. Trời ơi. Trời ơi. Trên. Trời ơi. Trên. Trên. Trời ơi. Ba lần. Yeah. Vậy thì có gì đâu em. Có ba trứng với hai nước quà. Nhiều đó. Cho cơ hội ba lần nha Thanh nha. Nhưng mà tên 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 chỗ này đi. Tên 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 tên. Hai nước và ba trứng. Bây giờ là nước. Rồi nước rồi. Mia. Em thắng tôi. Nhưng mà em nhìn chồng em đi. Dứt khoát đi. Không có dứt khoát đâu em. Trời ơi dễ gì. Thì cho em cơ hội ba lần. Nhưng em vẫn chối bỏ. Em quá tin lời đồng đội.
Và đây là bài học mà em phải nhớ suốt cuộc đời này nha Hồng Thanh. Em phải nhớ suốt cuộc đời này. Em phải nhớ suốt cuộc đời này. Em phải nhớ suốt cuộc đời này. Lạnh quá, dứt khoát đi nào. Chị mới có một ca mà thôi. Trời ơi, cháy lên đầu hả chị ơi? Mấy em chịu cho. Em đi, chết chinh nữa. Ý là đang bệnh đó, chịu cho. Bệnh thì cởi, ai biểu tôi cho cơ hội mà em không chịu. Không sao, đừng xin nữa. Đúng như vậy. Dứt đi. Có gì? Làm có chịu. Đúng. Đàn ông đâu đội trời. Ê, người ta đâu có thua cái đó đâu, làm gì vậy? Đâu ra vậy? Em vẫy cho nó đẹp. Lên. Hối hận chưa? Dũng cảm lên. Có hối hận không? Không. Có nghe lời chị nữa không? Nữa. Đây chỉ là thể xác thôi. Không sao. Dũng cảm lên. Trời mạnh ơi. Mẽ lên. Cả nhà đừng yêu thương người ra đây. Thì anh hả? Có dầu gội dầu xả không? Lấy ra. Là bông cho em xin. Lấy ra gội đầu luôn. Cứ là bông không vậy? Xong rồi. Chưa xong đâu em. Còn trứng nữa. Giờ rau hai. Không, một trong hai. Đúng rồi. Rồi. Ai lau sấy tóc cho em đó kìa. Không cần em. Dứt đi. Đã lượng Hồng Thanh. Máu rồi. Máu em rồi. Lấy một tờ. Thanh, Hồng Thanh nghe lời bên kia bị hại quá trời luôn. Tè tô luôn. Anh Luật ảnh sai, anh nói sai mà anh chỉ hoài luôn á. Anh biết gì sao không? Vì em. Anh trả thù đúng không? Đúng vậy. Trời đất ơi, ác. Tôi muốn em thắng xong em lo cho chồng em. Em mà biết là vừa trứng vừa nước là anh chết với em à. Rồi đó. Thôi chị em nói đi. Tôi muốn hỏi ý đồng đội. Dưới đó chị. Có nha. Đa số dưới, là dưới. Thật ra thì em cũng nghĩ là dưới. Chắc chưa? Chắc. Nếu như mà bên kia dưới thiệt là do mình xui rồi. Tại vì mình xui quá. Em hiểu không? Mình xui thiệt. Nãy em chọn hình phạt là gì? Em chọn là hai trứng và một nước. Và một nước. Chết rồi chị dạ. Có chơi có dưới chơi. dưới. Thấy chưa? Bỏ tay. Hay quá. Không, con số này vẫn rất là sát nhau luôn á. Ba trứng. Duyên ai nấy mang, nghiệp ai nấy hưởng. Em thấy chưa? Dùm cho bạn em không? Dạ không. Nghiệp anh là thanh hưởng. Nãy giờ anh gây nghiệp không mà người ta đâu có làm gì đâu. Nãy giờ em nói đừng nghe anh Lực nữa. Dạ, trứng nào cũng sống vậy à. Tôi chỉ có nãy cái dưới cái nó thua thôi à. Tặng em một cái. Cảm ơn chị. Tự xử. Em phải ăn đi, em ăn đi rồi chị mới phạt. Ủa em phạt, em muốn làm gì em làm chứ. Bây giờ em muốn người ta ăn thì người ta ăn. Xong chưa? Giống như bữa ăn ân huệ. Dứt đi. Ngon không? Ngon. Đây mới là hình phạt. Cô là rẻ tốt cho nó. Chị sẽ tạo kiểu cho em. Em vui chưa? Cười trong nước mắt luôn. Em cười đi. Lúc nãy em cười tôi thế nào? Em nhìn người đàn ông của em kìa. Này ta gọi là luật nhân quả. Hả? Luật qua quả không chừa một ai. Của đầu số. Anh Luật hả? Hả miệng ra. Nó nổ vô mặt tôi rồi sao? Trời ơi, phòng nó to kìa. Này dừng lại. Mọi người ơi, hãy nhìn gia đình người ta kìa. To gì ghê vậy? Chết đau khổ. Không phải làm nhanh cho bớt đau khổ. Anh ngồi thẳng lên kìa. Thôi không được, nó nổ chết á. Ôi, nó tới cái đầu rồi. Lực ngồi thẳng lên. Nó đụng đầu rồi. Thẳng lên. Bạn ơi, cái này nó nổ, cái lực nó ghê lắm bạn. Quay. Người xấu mọi người. Ngồi lên. Không. Ngồi lên. Nó nổ da xe bây giờ kìa. Lẹ lên. Đau quá. Vậy là vô cái lưng rồi, anh phải ngồi thẳng lên. Anh Vinh ngồi thẳng lên. Anh Thanh nè. Trời ơi, đau cơ bạn ơi. Anh Luật anh nhát ghê luôn á. Sợ, tôi sợ cái này nhất. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.